chưa rộn ràng đón ngang ưu đãi, sẵn sàng hòa mình vào cuộc mua sắm sôi động nhất tháng 10 cùng Pico, giảm giá đến 50% tất cả các sản phẩm tại cơ sở Pico mới số 8 Trạm Thị. Giờ vàng giá sốc đập giá phá kho hàng loạt các sản phẩm. Đến Pico dính bộ bao đựng thực phẩm Nhật Bản chỉ 9.000 đồng, sắn ngay chảo chống dính đáy từ Elmix chỉ 39.000 đồng, chuột không dây vào bình siêu tốc 1,5 lít chỉ còn 19.000 đồng, tay nghe không dây Pisen chỉ còn 79.000 đồng, củ sạc nhanh Pisen siêu tới bến chỉ còn 99.000 đồng. Đón chờ vào các khung giờ 9 giờ, 10 giờ và 15 giờ từ 11 đến ngày 14 tháng 10. Đừng quên đại tiệc ngày vàng, hàng hiệu giảm giá ngỡ ngàng. Tủ lạnh khổng lồ Cyberside 458 lít chỉ còn 7.990.000. Máy giặt lồng ngang Electrolux 9 kg Inverter siêu chạm nóc chỉ còn 5.990.000 đồng. Điều hòa 2.900.000 đầy đủ Inverter giá như 1 triệu chỉ còn 6.490.000 đồng. Laptop HP siêu chạm đáy chỉ còn 8.990.000 đồng. Không giới hạn khung giờ các ngày từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10. Chưa hết, khai trương siêu to, điện máy cao cấp giảm bất chấp. Lò vi sóng Sharp 20 lít giảm kỷ lục chỉ còn 1.390.000 đồng. Nồi cơm điện tử Toshiba 1.8 lít cao cấp chỉ còn 2.490.000 đồng. Đón mùa hành khô, lọc không khí Coway giảm sốc chỉ còn 3.790.000 đồng. TV hàng hiệu giá chỉ còn 3 triệu. Smart TV 43 inch giảm chỉ còn 3.490.000 đồng. Máy giặt lồng ngang nhập khẩu Thái Lan 8 kg Inverter khuyến mãi lớn chỉ còn 4.990.000 đồng. Nhận ngay nồi lẩu hấp đa năng trị giá 699.000 đồng. Tủ lạnh Aqua 189 lít pha giá nay chỉ còn 4.290.000. Điện thoại iPhone 15 Pro Max nay chỉ còn 27.990.000 đồng. Check in liền tay, nhận ngay bộ vắt cam tranh và nhiều sản phẩm hữu ích khác duy nhất tại Pico số 8 Trạm Thị. Đừng bỏ lỡ hẹn này, truy cập pico.vn để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ hotline 1900 6619.